địa tạng Bồ Tát. Con tên Nguyễn Trọng Khang Nhai, nghe Đức Phật truyền thuyết trong kinh Địa Tạng Bồ Tát giảng nói về sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Không thể một lần dạ ma đối Thánh Địa Tạng như nguyện này. Con nguyện từ hôm nay chọn đời chọn kiếp đến trăm nghìn muôn ức kiếp không thể nghĩ bàn, con nguyện tận cùng đời vị lai dẫn đến thành Phật. Đời kiếp con nguyện trăm nghìn phương tiện Đại Thánh Địa Tạng. Con ngưỡng mong người từ bi, đại từ đại bi thương xót chúng sanh. Sự quy y lời nguyện này của con khiến cho khắp đều không bao giờ quên mất nay. Con hiện phàm phu vô trí vô lượng, thành tựu đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Phẩm Thứ Bảy. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con xem xét chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu gặp những việc này pháp sự lành nhiều tội ấm khổ ban đầu, còn hoặc khi gặp duyên báo độc ác, lành thì lần, lần thì lớn. Những hạng người lúc đó lại kẻ mang đá nặng, chi trong bùn lầy càng nặng thêm lần, càng cốn thêm nhiều chân đạp lúng súng sâu. Những người hoặc mang ác, hoặc theo hoang lòng thấp đèn dầu, hoặc chuyển động tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho một danh hiệu thấu gỡ lỗ tai của một người sắp chung, hoặc những người bốn thức nghe biết, cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo suy tính đến quả báo thời đáng lễ, người cùng bị đọa vào ác đạo thờ nhờ thân quyến vì người khác làm cho tu nhân duyên thánh đạo mà làm cho nhiều tội ác của người khác đó thảy đều tiêu sạch. Nhưng sao người đó đã chết lại có thêm nhiều 49 ngày vì người ấy tu đạo nhiều phước lức. Còn người nào không tu đến 49 ngày chết sẽ thân hồn được đọa xuống cõi địa ngục. Những người tu nhiều lợi ích sung sướng vô cùng, những người không tu đọa xuống địa ngục chết vô cùng thảm thương. Vì đó Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát xót thương chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề nên ngài lập đại nguyện: chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tế lễ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ không có một mảy búng chi lợi trích của người chết cả, không có kết thêm tội duyên của người làm đó mà càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử có người chết đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đặng thành quả sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng bị về lúc lâm chung hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân không lành, cũng làm cho người chết đó mắc lấy uy ngương phản dối. Diêm Phù Đề có chúng sanh nào khi mạng chung mà hàng quyến thuộc càng kéo đơn người nhỏ, vì đã chết đó mà tu các phân thân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì bất cả chúng sanh nên hiện tại này thở, vì lại xưa nương vào oai thần của Đức Phật mà nói lược về việc đó. Danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát hay danh hiệu của một Đức Chi Phật thường hà xa số chư Phật, bởi vì cớ trên này nên hiện tại người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời vừa
nói: rồi đó có một người cố gắng tu hành thời đặng hưởng trọn phần công đức. Con quỷ dữ vô cùng thường kia không hẹn đến đời, thân hồn vẫn vơ mịt mờ, chưa hay tội hay phước, cùng với 49 ngày như ngay hình như điếc, như điếc như thân này. Bấy giờ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nói: người chết đó nếu là kẻ có tội trải qua trăm nghìn muôn ức không thể nào đặng giải thoát, ông trưởng giả đại biệt vui mừng, vâng lời dạy và lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát và lui ra. Nam mô A Di Đà Phật. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi So Ha.